Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Lưu Phước. Hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 10 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người Sài Gòn chật vật đối phó với chiều cường giống như người dân miền Bắc, miền Trung ứng phó với bão. Trong khi đó thì tại nhiều địa phương phía Nam, đê bao bị vỡ đã gây ngập trên diện rộng. Thời gian tàu Sunrise 689 và 18 thủy thủ về đến đất liền liên tục bị lùi lại và dự kiến sớm nhất là rạng sáng mai, tàu mới cập cảng Vũng Tàu. Làm gì để người Việt không còn lùn nhất châu Á khi mà suốt nửa thế kỷ qua, chiều cao trung bình của chúng ta chỉ tăng thêm 1 cm sau mỗi 10 năm? Bức màn bí ẩn quanh sự vắng mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un càng dày thêm khi hôm nay ông này không xuất hiện tại lễ kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Số ca mắc Ebola được dự báo sẽ tăng lên 1,4 triệu ca vào tháng 1 năm tới và nếu không được ngăn chặn thì virus Ebola sẽ bùng phát giống như đại dịch hết. Hôm nay mùng 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô, tròn 60 năm về trước, hơn 40 vạn nhân dân thủ đô náo nức trong rừng cờ hoa với niềm hân hoan đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. 60 năm sau, Hà Nội đang vươn lên vững bước trên con đường xây dựng và hội nhập với chỉ số phát triển con người cao nhất cả nước. Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô tổ chức vào sáng ngày hôm nay. Chỉ số phát triển con người được đánh giá qua bao tiêu chí gồm sức khỏe đo bằng tuổi thọ trung bình, tri thức đo bằng tỷ lệ số người lớn biết chữ và tỷ lệ nhập học các cấp và thu nhập, tức là mức sống đo bằng GDP bình quân đầu người. Cả ba tiêu chí này, Hà Nội đều cao nhất cả nước. Ngoài ra thì Hà Nội đóng góp 10% GDP, thu ngân sách chiếm gần 20% của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,5%, gấp 1,5 lần so với mức trung bình. Đây là thành phố duy nhất ở châu Á được UNESCO vinh danh thành phố vì hòa bình. Mấy ngày nay thì chiều cường đang tiếp tục dâng cao tại thành phố Hồ Chí Minh, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và những lo lắng về bệnh tật. Mặc dù mỗi gia đình đều có cách riêng để phòng chống ngập, tuy nhiên đó chỉ là những phương pháp khắc phục rất yếu ớt, không hiệu quả. Họ đang cần những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả hơn từ phía các cơ quan chức năng. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 trong chiều tối ngày hôm nay. Chiều cường ở thành phố Hồ Chí Minh dường như càng ngày càng mạnh. Trong khi lãnh đạo thành phố đang giáo diết tìm cách ngăn chiều, thì những người dân ở vùng ngập vẫn điềm tĩnh đón nhận. Họ đã quá quen với những cảnh như thế này. Không có làm ăn gì được, cứ lội xong lội ra đi vô để hoài hoài gì chứ có làm gì được đâu. Cứ ngồi trong nhà vậy, chừng nào hết ngập ra. Rồi cứ một tháng thì nó ngập chắc cũng khoảng mười mấy ngày. Chiều lên, những chú cá sông có thể vào nhà chơi bất kỳ khi nào. Cách đối phó duy nhất của người dân là kê gạch để bảo vệ vật dụng trong nhà. Ngay cả vật nuôi cũng có chỗ riêng của mình. 4 giờ sáng, nó ngập tới 6 giờ, hơn 6 giờ trong nước rút. Rồi buổi chiều có khi là cũng từ 6 giờ, có khi 5 giờ, 6 giờ, nó cũng tùy theo thủy chiều quả lên xuống thôi. Đó. Thành người dân cũng không có biết chừng nào mà ấy được, thành đồ đạc cứ phải kê lên hết vậy đó, hư hết, tất cả các cái là bị hư hỏng hết. Chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh, nơi nổi tiếng úng ngập đến mức những người có điều kiện không muốn chọn nơi này để sống. 17 giờ chiều nay, nước bắt đầu ngập dần vào nhà. Cách tự ứng phó của người dân nơi này là các gia đình tự làm bao cát chặn nước. Đã rất nhiều năm như vậy, nhưng sự hiệu quả của những bao cát không đem lại nhiều và người dân đang tự mình tìm cách xử lý mới. Khi mà những bờ bao bằng cát không còn tác dụng nữa thì đây là cách mà người dân tại khu chung cư Thanh Đa đối phó với chiều cường. Họ đã xây dựng những cái bờ bao cố định, những cái bức tường cố định cao hơn khoảng 50 cm để ngăn cho nước, chiều cường và nước sông không tràn vào gia đình. Tuy nhiên lại phát sinh ra một vấn đề, đó là họ không thể dắt xe máy hay là xe đạp vào trong nhà nữa và buộc phải cưỡi nhờ một chỗ khác. Không biết chính quyền địa phương sẽ nghĩ gì khi thấy những bức tường cố định như thế này.
xây cả tường xong đến lúc nó lại thấm xì từ dưới là nhà nó xì lên. Đấy, nó thế. Những ở những cái mạch mà của những hòn gạch mình lát đấy, nó xì ở cái đó lên, cho nên là nó cũng... Những bức tường dẫu có tốn tiền cũng sẽ không ngăn được nước. Sự kháng cự yếu ớt của người dân với sức chiều cường quá lớn. Và họ cũng rất lo lắng bởi nước như thế này, dịch bệnh sẽ có thể xảy đến bất cứ khi nào. Cái này chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh tật và sức khỏe của mỗi con người. Thứ nhất là ai mà chân hoặc là bị viêm nhiễm ấy, là các thứ là cái nước này nó rất là dơ bẩn, là bị nhiễm trùng ngay. Nên bọn chú rất là trăn trở việc này, buồn lắm, cũng không. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tìm biện pháp. Người dân cũng đã quen với sự chờ đợi đó rất nhiều năm nay. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều cường vượt mức báo động 3 cũng đang gây ngập trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành phía Nam khác. Đặc biệt tại Bình Dương và Cần Thơ đã xảy ra hiện tượng vỡ đê bao và các kênh dẫn nước khiến tình trạng ngập úng càng trở nên nghiêm trọng. Tại Bình Dương, đợt chiều cường bất thường này đã làm vỡ 10 mét kênh dẫn nước từ rạch Lái Thiêu vào hồ sinh thái của khu dân cư Areco và tràn 330 mét bờ rạch, làm ngập 8 hectare đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến 30 hộ dân sinh sống ở phường Bình Nhâm, phường Lái Thiêu và phường Vĩnh Phú. Chiều cường cũng gây ngập ở khu chợ Thủ Dầu Một và nhiều tuyến đường, làm ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh của người dân. Theo Chi cục Thủy lợi Bình Dương, do chiều cường diễn biến phức tạp ở mức báo động 3, nên phía ban quản lý hồ Dầu Tiếng đã quyết định hoãn xả lũ và giờ lịch xả đến 7 giờ sáng ngày 12 tháng 10. Dù vậy, với lượng xả lên tới 100 mét khối trên giây, nhiều khu vực ở hạ du sẽ tiếp tục đối mặt với cảnh ngập úng. Còn tại Cần Thơ, chiều cường đã dâng cao hơn những ngày trước. Một đoạn đê bao ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều bị vỡ với chiều dài hơn 3 mét, gây thiệt hại cho một số hộ dân. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước cao nhất trong ngày hôm nay tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,08 mét, vượt mức báo động 3 0,18 mét, khiến áp lực nước rất lớn, làm cho một số đoạn bờ không vững chắc bị vỡ. Vào lúc này thì tại Hà Nội, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô vẫn đang tiếp tục diễn ra. Và quan trọng nhất tối nay có lẽ là màn bắn pháo hoa tại 30 điểm trên khắp thành phố bắt đầu từ lúc 21 giờ. Vào dịp cuối tuần thời tiết dễ chịu như hôm nay thì không khí của ngày kỷ niệm càng thêm rộn ràng và ý nghĩa khi dòng người đổ ra đường ngày một đông trên những con phố rực rỡ đèn hoa. Hãy cùng đến với không khí tại trung tâm của Hà Nội vào thời điểm này cùng với phóng viên Hồng Nhung. Xin mời quý vị và các bạn. Vâng, xin chào biên tập viên Lưu Phước, xin kính chào quý khán giả truyền hình. Trước khi có mặt tại địa điểm bờ hồ này thì tôi đã có dịp đi dạo qua một vài con phố. Và điều mà tôi nhận ra rằng có lẽ ngày kỷ niệm ngày hôm nay là trùng với dịp cuối tuần, nên mọi người đều mong muốn là thu xếp công việc thật là nhanh để có thể cùng mọi người hòa ra dòng đường ở ngoài phố. Các bạn biết không, còn khoảng 2 tiếng nữa thì mới đến giờ phút bắn pháo hoa tại địa điểm bờ hồ. Thế nhưng mà lúc này thì không khí ở đây hết sức là đông vui và nhộn nhịp. Quý vị có nghe thấy những tiếng nhạc và những tiếng ồn ào của mọi người xung quanh tôi không ạ? Có lẽ là chưa bao giờ trong mùa thu này mà tôi cảm nhận được cái không khí nó lại tuyệt vời đến như vậy. Và chắc chắn đây sẽ là một buổi tối đầy cảm xúc với tôi, với những người có mặt tại bờ hồ lúc này và với tất cả những ai yêu Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ cảm xúc đó. Vâng, xin chào chị. Chị đã đến đây từ khi nào ạ? Vâng, xin chào chị. Tôi đã đến đây từ rất sớm và hôm nay cũng hòa trong không khí vui chung của mọi người. Thì gia đình tôi đã đến lên xưa từ đây rất sớm để cảm nhận được cái không khí của ngày hội ngày hôm nay. Tôi cũng biết rằng là chắc hẳn là chị cũng giống như mọi người, ai cũng muốn là đến bờ hồ sớm hơn một chút để có thể lựa chọn được một cái nơi, một cái vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất. Là một người Hà Nội, chị đã ở đây lâu rồi. Vậy thì ngày hôm nay khi mà đến đây thì cái cảm xúc của chị có gì khác lạ không ạ? Dù đã sống ở đây từ rất nhỏ và tôi đã thường được đi qua những con phố nhỏ như Hồ Gươm thì tôi vẫn thấy được nét đẹp cổ kính và trầm mặc. Dù xưa hay dù nay, Hà Nội đã có những nét đổi mới, nhưng dù có trải qua những thời gian như thế nào thì Hà Nội vẫn luôn luôn giữ được những nét đẹp cổ xưa, và tôi mong rằng thì Hà Nội vẫn như trước và nay đều là trái tim của cả nước, của thủ đô Hà Nội. Chị ơi, bây giờ thì xung quanh chúng ta thì đang rất là ồn ào tấp nập, chị có thích cái không khí này không ạ? Tôi rất là thích, và năm nào cũng đến ngày lễ này thì cả gia đình tôi đều lên đây và tôi để cảm nhận được cái không khí náo nhiệt của mọi người.
hòa trong không khí vui chung của cả nước. Tôi nghĩ rằng là Hà Nội thì là nơi mà gắn bó với rất là nhiều người. Vậy thì với bản thân chị yêu Hà Nội nhất ở những điểm nào ạ? Đối với riêng tôi thì tôi yêu Hà Nội nhất là về mùa thu. Về mùa thu có những cơn nắng dịu dàng và những cơn gió heo may. Dù có đi đâu thì tôi cũng không thể quên được mùa thu Hà Nội. Và đặc biệt là mùa thu Hà Nội lại gắn liền với những ngày kỷ niệm đặc biệt như ngày giải phóng thủ đô như hôm nay đúng không ạ? Là một người Hà Nội vậy thì chị mong muốn những cái sự thay đổi nào của Hà Nội trong tương lai ạ? Tôi thấy Hà Nội hiện nay thì cũng đã đổi mới rất là nhiều. Có những con cầu, những con đường mới mở, những cây cầu bắc qua những con sông. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn Hà Nội dù có đổi mới như thế nào thì vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, nét đẹp cổ kính và trầm mặc của Hà Nội xưa. Vâng, xin cảm ơn chị và chúc chị cùng gia đình mình sẽ có một buổi tối thật là đầm ấm và hòa chung với không khí của tất cả mọi người trong một cái dịp đặc biệt như ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 60 năm kể từ ngày Hà Nội đã hoàn toàn được giải phóng, đã có những sự thay đổi và tất cả những người như chúng ta, những người đã từng sinh sống và lớn lên ở Hà Nội, những người yêu Hà Nội sẽ cùng nhau để có thể làm cho Hà Nội ngày một đẹp hơn, để chúng ta lại có những cái mùa thu đầy cảm xúc như thế này. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng trở lại với những thông tin trong bản tin nhật ký cuộc sống của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hồng Nhung đã mang tới cho chúng tôi và các quý vị khán giả không khí rất là rộn ràng vào thời điểm này xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, khi mà chỉ còn khoảng gần 2 tiếng nữa thôi thì sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao. Đây là một trong những hoạt động trung tâm của các hoạt động văn hóa nghệ thuật để chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô Hà Nội. Chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thời gian tàu Sunrise 689 và 18 thủy thủ về đất liền liên tục bị lùi lại và dự kiến sớm nhất là phải đến rạng sáng mai thì tàu mới cập cảng Vũng Tàu. Đây là thông tin mới nhất mà phóng viên VTC14 vừa tiếp nhận từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Hiện các đội tàu của Cảnh sát biển vẫn đang trên hành trình lai dắt tàu Sunrise 689 vào bờ. Tàu Sunrise 689 được dắt bởi 2002 và tàu Cảnh sát biển 2004. Với tốc độ di chuyển chậm chỉ từ 6 đến 7 hải lý một giờ do tàu bị hư hỏng, dự kiến vào khoảng 4 giờ sáng ngày mai 11 tháng 10, Sunrise 689 mới cập cảng ở Vũng Tàu. Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, giao cảng của Cảnh sát biển nhỏ so với tàu Sunrise 689 nên tàu sẽ được cập cảng ở bến đình, bãi đá. Trong sáng nay, thủy thủ tàu Sunrise 689 cũng đã khai báo với Cảnh sát biển về hiện trường bị cướp biển đập phá tại phòng sinh hoạt của thủy thủ. Các thủy thủ bị thương cũng đã được sơ cứu và hỗ trợ về mặt y tế. Đồng thời, vùng Cảnh sát biển 4 cũng vận chuyển tiếp tế lương thực, thực phẩm, trấn an tinh thần của thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, việc làm rõ thông tin con tàu bị cướp biển tấn công sẽ do cơ quan này phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra. Các thủy thủ tàu sẽ được làm việc, lấy lời khai ngay khi tàu cập cảng ở Vũng Tàu vào rạng sáng mai. Công tác khám nghiệm con tàu sẽ được các đơn vị nghiệp vụ cẩn trọng xem xét để tìm các bằng chứng về vụ cướp biển tấn công con tàu này. Tính đến thời điểm này đã có 26 trên 63 tỉnh thành triển khai tiêm chủng vaccine sởi rubella cho trẻ trong độ tuổi từ 1 tới 14 theo chiến dịch do Bộ Y tế triển khai. Nhằm giải đáp những băn khoăn và thắc mắc của những người dân có con trong diện tiêm chủng, Bộ Y tế đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân. Cụ thể thì người dân có thể trao đổi các thông tin chi tiết bằng cách gọi tới số điện thoại đường dây nóng của Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế qua số điện thoại 0963851919 đang hiển thị trên màn hình. Nhân viên tổng đài sẽ giải đáp các nội dung liên quan đến chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi rubella. Đến nay thì số trẻ đã tiêm là hơn 757.500, đạt tỷ lệ 44% tổng số đối tượng của đợt 1. Các đợt tiếp theo sẽ được triển khai đến đầu năm 2015. Chiến dịch nhằm giảm tỷ lệ mắc một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em, góp phần tiến tới loại trừ bệnh sởi vào năm 2017, đồng thời giảm gánh nặng bệnh tật của hội chứng rubella bẩm sinh. Trên truyền hình đang ngày càng có nhiều các sản phẩm quảng cáo, sản phẩm phát triển chiều cao, thậm chí nhiều người sẵn sàng chịu đau đớn để kéo dài chân. Điều này chứng tỏ khát khao trở nên cao lớn của người Việt Nam là rất phổ biến. Trên thực tế thì chiều cao trung bình của người Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong vòng mấy chục năm qua, nhưng vẫn còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, cơ hội để chúng ta thoát khỏi danh hiệu bất đắc dĩ, lùn nhất châu Á không phải là không có. Người Việt Nam, những năm đầu thế kỷ 20. Chiều cao phổ biến chỉ khoảng 1m45 đến 1m55. Lớp người 70-80 tuổi bây giờ, không nhiều cụ cao đến 1m60.
Gần 100 năm sau, thế hệ trẻ Việt Nam đã có nhiều đổi khác. Các học sinh cấp 3 chưa phát triển hết này, cao hơn nhiều so với cha ông. Trong khoảng 50 năm qua, chiều cao trung bình của người Việt đã tăng khoảng 5 cm. Nửa thế kỷ trước, người Nhật Bản cũng có vóc dáng như người Việt Nam. Nhưng đến nay, trung bình người Nhật đã cao thêm 10 cm. Hiện, nam thanh niên Nhật cao hơn 8 cm so với Việt Nam và nữ cao hơn 4 cm. Câu chuyện của Nhật Bản cho thấy gen chỉ quyết định một phần sự phát triển của con người. Đến tận đầu những năm 80 của thế kỷ trước, cơm độn bò bò, ngô, khoai vẫn là những loại thực phẩm phổ biến tại Việt Nam. Cơ cấu bữa ăn và dinh dưỡng trong vòng 30 năm qua đã có sự thay đổi. Đó cũng là khoảng thời gian vóc dáng của người Việt có nhiều cải thiện. Khu vực thành thị và nông thôn thì các cháu ví dụ cùng 15 tuổi nhưng các cháu khu vực thành thị là cao hơn từ 6 đến 8 cm. Và nhất là các cháu lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì khi mà đã được hỗ trợ dinh dưỡng tốt thì các cháu sẽ tăng trưởng. Đây là một cũng là một cái giai đoạn gọi là cửa sổ vàng để chúng ta tác động mà tăng cái chiều cao của các cháu. Hy vọng nâng chiều cao của người Việt không phải chỉ có một. Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy việc phát triển chiều cao của trẻ phụ thuộc vào di truyền 20%, còn dinh dưỡng, rèn luyện thể thao và môi trường chiếm đến 80%. Tuy nhiên hiện nay, người Việt Nam được xếp vào nhóm lười vận động nhất với chỉ khoảng hơn 15% số người dân tập thể dục nhiều hơn 30 phút mỗi ngày. Thanh niên Việt Nam chỉ cao ngang thanh niên Lào, Myanmar nhưng thấp hơn thanh niên Campuchia. Dùng thể thao trong trường học mà học sinh không được tập thì khi lớn lên là biến tập là phải. Nó không có thói quen tập luyện ngay từ mẫu giáo trở lên. Một đề án nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt giai đoạn 2010-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí gần 6.000 tỷ đồng để nâng chiều cao của nam thanh niên Việt Nam lên 168,5 cm vào năm 2030 và nữ là 157,5 cm ở độ tuổi 18. Người Việt sẽ không còn phải tự ti khi đứng cạnh bạn bè quốc tế. Những cuộc thi đấu thể thao sẽ không còn thất bại vì tầm vóc hay thể lực. Và cao hơn là cải thiện thể chất giúp hiệu quả lao động và chất lượng cuộc sống của con người tốt hơn. Hiện tại đang là thời điểm thu hoạch lúa mùa tại các địa phương. Đến hẹn lại lên, thói quen đốt rơm rạ không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà tiếp tục trở thành những cái bẫy đối với người đi đường. Nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khi người dân vì khói mù mà bị va chạm giao thông, thậm chí là ngã vào các đống rơm đang cháy bên đường dẫn tới bỏng nặng. Ghi nhận của phóng viên VTC 14 tại một huyện ngoại thành của Hà Nội. Vào những ngày mùa, những làng quê của xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội lại mù mịt khói. Không khó để bắt gặp những đống rơm đang cháy đỏ trên những cánh đồng, những con đường liên thôn. Khói theo gió bay thẳng vào trong làng, tạo nên một khung cảnh mù mịt, khiến nhiều người dân khó thở. Mặc dù đã có quy định cấm đốt rơm rạ, nhưng nhiều người dân vẫn cứ thản nhiên hun khói người đi đường. Những đống rơm cháy ven đường vô tình trở thành những cái bẫy được giăng ra đối với những người tham gia giao thông. Khói bay mù mịt làm giảm tầm quan sát, khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn. Thậm chí có người phải xuống dắt xe đi bộ qua đống rơm đang cháy. Khói là mù mắt. Cái hai là nó hỏng đường cái, xe cổ đi qua lại là xảy ra tai nạn. Thế là người ta là trẻ con nên là nó đi không khéo là nó người ta nghiến chết. Nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của những cái bẫy người do các đống rơm cháy bên đường gây ra. Mới đây, người dân xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội vẫn còn chưa quên được hình ảnh ba ông cháu, ông Nguyễn Văn Đông được cứu thoát từ đống rơm đang cháy đỏ ven đường. Đã một tuần trôi qua, nhưng ông Đông và những người thân trong gia đình vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi ông và hai cháu nhỏ đã may mắn thoát khỏi cảnh chết cháy. Hậu quả là ông Đông và cháu gái 7 tuổi bị bỏng độ 4, hiện đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia. Em ngã trước xong ông đẩy cái xe xuống cháu ngã sau.
xong ông xuống cứu cháu, xong rồi cháu bấu được cháu lên được. Xong rồi có một cái bác ngay đấy đưa về cho em xã. Đi gái thì tự nhiên gần gì ở đây cái thiệt nào, gió nó quay, khói quay lại, nó mình mất phương hướng. Mình đang bảo tốc độ đi chỉ có 2-3 km một giờ. Thế cho đến ở chống chân thì bắt đầu nó bị hụt. Thế là ngã xuống đi ôm được cái cháu mình trước và mình sau. Sau thì nó nhẹ hơn. Thế là ba người bị, tôi bị dẫn lên đống than này. Lúc đó không đi được phương hướng nữa. Cũng theo ông Đồng và nhiều người dân địa phương thì việc tuyên truyền không đốt rơm rạ sau mỗi mùa thu hoạch là chưa đủ. Có lẽ đã đến lúc cần phải có những chế tài nghiêm khắc đối với hành vi này để người dân mỗi khi tham gia giao thông không phải chịu cảnh ngã vào những cái bẫy do chính mình giăng ra. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã không xuất hiện trong một buổi lễ mang ý nghĩa chính trị quan trọng của nước này, đó là lễ kỷ niệm 69 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào ngày hôm nay mùng 10 tháng 10. Sự vắng mặt này tiếp nối hơn một tháng biến mất của ông, càng làm dấy lên nhiều đồn đại về sức khỏe cũng như là tương lai chính trị của nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Theo hãng tin Reuters, hôm nay mùng 10 tháng 10, tên của ông Kim Jong-un không có trong danh sách những người tới thăm lăng Kim Su-san, nơi yên nghỉ của ông nội và cha ông nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã không xuất hiện công khai kể từ ngày 3 tháng 9. Kể từ lúc đó, truyền thông Triều Tiên cũng không đăng tải thông tin về các hoạt động của nhà lãnh đạo 31 tuổi như thường thấy. Tháng trước, truyền hình nhà nước Triều Tiên nói ông Kim Jong-un không được khỏe và sau đó phát hình ảnh ông này bước đi khập khiễng. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 9 tháng 10 cho biết họ vẫn tin là ông Kim Jong-un vẫn đang nắm quyền lực ở Triều Tiên. Có vẻ như quyền lãnh đạo của ông Kim Jong-un vẫn duy trì như bình thường. Tuy nhiên, về tình hình sức khỏe của ông Kim, chúng tôi chưa có thêm thông tin gì để khẳng định. Dư luận cho rằng sự biến mất khó hiểu của ông Kim Jong-un từ hôm 3 tháng 9 tới nay là bằng chứng cho thấy điều gì đó không bình thường đang xảy ra ở Triều Tiên. Đây không phải là lần đầu tiên ông Kim vắng mặt trước công chúng. Vào tháng 6 năm 2012, tức 6 tháng sau khi chính thức cầm quyền, truyền thông nhà nước đã không đưa tin tức hay hình ảnh về ông trong suốt 23 ngày. Tuy nhiên, việc ông vắng mặt trong một sự kiện trọng đại như hôm nay ở Triều Tiên lại là một chuyện khác. Sau khi cuộc đàm phán giữa sinh viên Hồng Kông và chính quyền đặc khu bất ngờ bị phía chính quyền hủy bỏ, ngày hôm nay thì nhóm sinh viên cho biết họ vẫn quyết tâm duy trì chiến dịch đòi một nền dân chủ đầy đủ. Lãnh đạo sinh viên trong cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục chiếm đóng các nơi công cộng. Lời kêu gọi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền hủy bỏ các cuộc đàm phán với người biểu tình nhằm xoa dịu căng thẳng ở vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Trung Quốc. Vài trăm người biểu tình đã đóng trại ngay tại trung tâm tài chính vào đầu ngày hôm nay mùng 10 tháng 10. Và theo kế hoạch của nhóm sinh viên, vào lúc 18:30 tối nay theo giờ Việt Nam, thì cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên Hồng Kông sẽ chính thức được nối lại. Trước động thái này của sinh viên đặc khu, Bắc Kinh đã cáo buộc Quốc hội Mỹ đang phát đi thông điệp sai lệch tới những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và tuyên bố rằng Washington không có quyền can thiệp vào các vấn đề của đặc khu. Bất chấp những vụ không kích do Mỹ cầm đầu dồn dập tại thị trấn Kobani, nơi người Quốc của Syria đang sinh sống, tiếp giáp với lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, thì phần thắng trên thực địa lại có vẻ đang nghiêng về tổ chức Hồi giáo cực đoan IS, khi mà tổ chức này đã kiểm soát tới hơn 30% diện tích của thị trấn. Trước bối cảnh này, thì Ngoại trưởng John Kerry vẫn khẳng định rằng Mỹ vẫn không thay đổi chiến lược đối với tình hình tại Trung Đông. Tuyên bố giành quyền kiểm soát Kobani của IS đưa ra chỉ chưa đầy một ngày sau khi lực lượng này đẩy mạnh các cuộc tấn công vào trung tâm thị trấn vốn đang do lực lượng vũ trang người Quốc bảo vệ. Giám đốc cơ quan giám sát nhân quyền ở Syria cho biết, sau khi có sự tiếp viện mạnh bằng cả vũ khí và nhân sự, IS đã tiến sâu vào trung tâm Kobani và từng bước công chiếm các vị trí trọng yếu trong thị trấn. Kobani đang lâm vào một thảm kịch bởi vì đang phải gánh chịu tội ác của nhóm IS. Nhưng điều đó không làm thay đổi chiến lược hay các biện pháp của Mỹ trong việc đối phó với nhóm này. Ông Kerry cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến với nhóm IS. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng phải thừa nhận rằng
những cuộc không kích của họ gần như không thể ngăn chặn được IS tấn công và chiếm dần thị trấn chiến lược này. Theo các nhà quan sát, nếu chiếm được Kobani, quân thánh chiến vốn đã được kiểm soát nhiều vùng ở Iraq và Syria sẽ kiểm soát được một dải đất dài hơn 800 km ở biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ. Những cuộc tấn công dữ dội và sự thắng thế của IS trước lực lượng dân quân tự vệ người quốc tại thành trì này là thử thách đầu tiên cho lòng kiên nhẫn của liên minh do Mỹ dẫn đầu đối với một chiến dịch quân sự mà tới nay chưa thể giúp họ giữ đất đai ở Syria. Các chuyên gia quân sự cho rằng thế giới buộc phải đối mặt với những thất bại thường xuyên ở Syria, ít nhất là cho đến khi có được sự phối hợp hành động giữa các đơn vị trên không và trên bộ. Nhật Bản đang nhanh chóng chuẩn bị các biện pháp để đối phó với Vông Phong, siêu bão được cho là mạnh ngang với Haiyan và là cơn bão thứ hai đổ bộ vào nước này trong vòng chưa đầy một tuần. Trong khi đó, thì cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết việc hai cơn bão mạnh đổ bộ trong một thời gian ngắn là điều bất thường. Một quan chức cơ quan khí tượng Nhật Bản khẳng định đây là cơn bão mạnh nhất đổ vào Nhật Bản trong năm nay. Vòng phong có thời điểm mạnh ngang với siêu bão Haiyan từng tàn phá nặng nề Philippines hồi năm ngoái. Dù đã suy yếu một phần nhưng vẫn còn sức gió giật tới 259 km một giờ. Hiện vòng phong đang ở phía nam đảo Okinawa, nơi đóng quân của nhiều binh sĩ Mỹ và di chuyển về phía bắc với vận tốc 10 km một giờ. Bão dự kiến sẽ tiến sát Okinawa vào cuối ngày 11 hoặc sáng sớm ngày 12 tháng 10. Sau đó thì cơn bão có thể đổ bộ lên phía tây đảo Kyushu và đảo Honshu. Thủ đô Tokyo sẽ phải đối mặt với nhiều trận mưa lớn. Trước đó vào hôm 6 tháng 10 thì bão Fanfon đổ bộ vào Nhật Bản đã làm 8 người thiệt mạng. Ngày hôm nay, Giải thưởng Nobel Hòa bình 2014 đã được công bố. Chủ nhân không phải là cựu nhân viên tình báo Edward Snowden như đồn đoán trước đó, mà là cô gái 17 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai, người luôn đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái. Theo kết quả được công bố vào lúc 16 giờ chiều nay theo giờ Hà Nội, thì Malala Yousafzai người Pakistan cùng với ông Kailash Satyarthi người Ấn Độ đều là nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và trẻ em, trở thành chủ nhân của Giải thưởng Nobel Hòa bình 2014. Với giải thưởng này thì hai người sẽ nhận được khoản tiền tương đương khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Malala Yousafzai cũng là người trẻ tuổi nhất được trao giải thưởng cao quý. Malala Yousafzai sinh năm 1997, từng là ứng cử viên hàng đầu cho giải Nobel Hòa bình vào năm ngoái. Em đã bị các phiến quân Taliban bắn trọng thương ở đầu vào tháng 10 năm 2012 vì đấu tranh đòi quyền cho các em gái được đi học. Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình được trao cho tổ chức cấm vũ khí hóa học vì những nỗ lực của tổ chức này trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hà Lan đã tiết lộ một thông tin bất ngờ liên quan đến vụ máy bay MH17 gặp nạn. Đó là một trong những hành khách của chuyến bay được phát hiện có đeo mặt nạ dưỡng khí. Điều này đã đưa đến giả thuyết rằng có thể một số hành khách đã biết trước về thảm họa này. Khi tiến hành điều tra thì người ta đã phát hiện ra một chiếc mặt nạ dưỡng khí được đeo quanh cổ của một nạn nhân. Theo Ngoại trưởng Hà Lan thì hành khách này là người duy nhất trong số 298 hành khách có mặt trên chiếc máy bay xấu số đã có đủ thời gian để đeo mặt nạ dưỡng khí. Hiện các nhà điều tra đã tiến hành lấy dấu vân tay, nước bọt và thử ADN của nạn nhân trên, song chưa thể đưa ra kết luận nào về vụ việc này. Liên quan đến 3 nạn nhân người Việt Nam thiệt mạng trên chuyến bay MH17, hiện việc nhận dạng thi thể đã hoàn tất. Gia đình nạn nhân sẽ sang Hà Lan vào ngày 12 tháng 10 để đưa các di hài về nước. Did not show that any warnings, alerts or system malfunctions occurred in the moments before the plane went down. The crash took... Với số người thiệt mạng đã lên tới gần 4.000 người, nạn dịch Ebola ở châu Phi đã bắt đầu lan ra các châu lục khác. Tình hình càng trở nên đáng lo ngại hơn khi mới đây, một quan chức y tế cấp cao của Mỹ tuyên bố dịch Ebola đang được so sánh với đại dịch S về mức độ nguy hiểm và lây lan nhanh chóng của nó. Đã công tác 30 năm trong lĩnh vực y tế, nhưng tiến sĩ Tom Frieden, giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ cho biết chưa từng thấy nạn dịch nào nguy hiểm như S trừ Ebola. Do đó, thế giới cần phải hợp sức để đẩy lùi Ebola, không cho nó trở thành đại dịch S thứ hai. Đây là một nạn dịch có khả năng thay đổi nhanh chóng và sẽ là một cuộc chiến dài. Tốc độ lây lan của nó là yếu tố quan trọng nhất, nhưng ta có thể kiểm soát và ngăn chặn được nó bằng cách đầu tư vào các dịch vụ y tế công cộng, cả ở tâm dịch và các quốc gia bị ảnh hưởng và có thể bị ảnh hưởng. Các nền kinh tế lớn trên thế giới như Anh, Mỹ, Pháp đều đã ra tay hành động để ngăn chặn nạn dịch. Mỹ đã cử hàng ngàn binh lính đến kiểm soát tình hình Ebola ở các quốc gia châu Phi. Trong khi đó, Anh đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra y tế ở các ga xe lửa và sân bay lớn tại London.
còn Pháp thì kiểm soát chặt chẽ hơn việc xuất nhập cảnh tại các nước Tây Phi. Theo số liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi xuất hiện ở Tây Phi cho đến nay, dịch Ebola đã cướp đi mạng sống của gần 4.000 bệnh nhân, tức là khoảng 50% số người nhiễm bệnh. Một nhóm nhà khoa học trẻ người Anh cho biết họ đang sở hữu trong tay một chiếc bếp nấu ăn mà không cần đến bất cứ một nguồn năng lượng nào như là điện hay là ga, thậm chí là cả củi hay là than. Và trong kỷ nguyên những hóa đơn năng lượng đang khiến các bà nội trợ phải đau đầu, thì những chiếc bếp như thế quả là rất đáng quý. Được gọi là bếp MacBook, thiết bị hoạt động dựa trên những cuộn nam châm được đặt ở bên trong. Những cuộn nam châm này sẽ được quay trong khi người dùng kéo sợi dây cót. Chính tác động này sẽ tạo ra từ trường, thứ sau đó sẽ sinh ra nhiệt năng. Dùng chiếc bếp này, chúng ta hoàn toàn không cần tới điện. Chúng ta cũng không phải lo lắng về bất cứ loại nhiên liệu đầu vào nào khác nữa. Một khi có chiếc bếp này, thì những hóa đơn tiền điện, ga sẽ chẳng thể làm bạn đau đầu. Hiện chiếc bếp của Degamo được thiết kế dưới hai dạng, dạng bếp hình trụ và dạng bếp hình tròn. Điểm ưu việt của chiếc bếp này là sự đơn giản công nghệ và khả năng di động của nó. Nhờ hai điều này, người dùng có thể nấu ăn ở bất cứ nơi đâu. Bạn có thể xách nó tới đâu tùy ý. Tôi thấy sản phẩm của mình rất phù hợp với những người chịu ảnh hưởng của thiên tai hay những vùng đang có chiến sự. Tuy nhiên, khó khăn mà nhóm của Degamo đang tìm cách giải quyết chính là tìm ra cơ chế để giữ cho cuộn nam châm quay được trong khoảng thời gian mà người dùng mong muốn. Dù vậy, nhóm nghiên cứu này cũng cho hay họ đã tìm ra một số giải pháp khả thi. Nhóm nghiên cứu chia sẻ, mục đích của họ không chỉ dừng lại ở những chiếc bếp nấu ăn, mà họ sẽ tiến tới chế tạo những ứng dụng khác như thiết bị sưởi ấm trong nhà hay thiết bị lọc nước không dùng đến năng lượng. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.